quý vị, những tháng cuối năm được xem là mùa vàng trong khai thác khách quốc tế. Cùng với chính sách visa thông thoáng, Đà Nẵng đang tận dụng thời cơ để khai thác có hiệu quả hơn các thị trường khách quốc tế trọng điểm và tiềm năng. Hiện ngành du lịch Đà Nẵng đang tập trung quảng bá, thu hút và khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế trọng điểm và truyền thống, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách du lịch tại khu vực Đông Bắc Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á, Thái Lan, Singapore, Malaysia, cũng như thị trường Ấn Độ, trong đó tập trung phân khúc khách có khả năng chi trả cao như khách nghỉ dưỡng, MICE, GOLF. Chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Chúng ta đã mở được các đường bay trực tiếp đến Ấn Độ là một trong những gì chúng ta xác định tiềm năng lâu dài. Chúng ta đã mở được cái đường bay từ Trung Đông, nó sẽ là cái đường bay trục nối châu Âu và Mỹ, đến Đà Nẵng rất tốt. Chúng ta tập trung khai thác thêm thị trường Đông Nam Á, từ Malaysia, từ Indonesia, Philippines, các thị trường lớn bên cạnh Thái Lan, Singapore chúng ta làm lâu nay rồi. Thì chúng ta sẽ tập trung thêm một số thị trường xa hơn, rồi có khả năng phát triển bền vững. Bên cạnh thế mạnh về lượng khách quốc tế đến thành phố bằng đường hàng không, ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác dòng khách tàu biển hạng sang, gia tăng trải nghiệm để tăng số ngày lưu trú của khách quốc tế tại Đà Nẵng. Khách tàu biển là cái thị trường khách hạng sang, khách có chi tiêu cao và là nguồn khách rất quan trọng của du lịch Đà Nẵng. Vì thế thì ngành du lịch chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá để khôi phục và tăng trưởng trong cái thời gian đấy. Từ đây đến cuối năm là thời điểm vàng của khách du lịch quốc tế. Do đó, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch đến các thị trường trọng điểm và tiềm năng, cập nhật xu hướng thị hiếu của khách, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, hướng đến chuẩn chất lượng cao, nhằm đem lại sự hài lòng và thúc đẩy chi tiêu của khách quốc tế.